Đây ngày của mình nữa bạn, đây là canh chiều của số mình, đây là Mỹ, là kia là Thạch, nói chung là kênh mấy anh này còn nhỏ. Đây còn anh này đang cầm cái qua lăn rừng sang sang đây, còn e có nhu cầu tới nhà anh bắt cụm luôn nha. À, đây là cậu ba vùng quê nghe, anh đây là chờ chờ quốc cường luôn á. Đây cậu ba vùng quê cứ vô YouTube cậu ba vùng quê là có anh đây. Đây nữa các bạn, đây đang Mỹ. Ok, cái này cho anh Thạch hả? À, Mỹ cho không phải cho. Vậy thôi để về em cầm nha. Ba quân Thạch á. Wow. Nói chung là đi á. What? What the fuck? Đây. Bỏ đẻ ra đất hả sống nè. Đây cánh chiều quê mình nha, ở mình nha. À, nó nói chung là nó được bao nhiêu nè, đó đây cũng phải coi luôn á. Đây các bạn, hết sữa, hết vô sữa các bạn, vô sữa là vừa tay luôn á, bóp ngay là vừa tay luôn nè. Oh my god, wow, anh mày bóp thử coi. Ồ, bóp chưa vừa, do nó còn non quá, bóp chưa chín. Đây là vừa tay. Được rồi, nhỏ. Nhỏ hả? Sống vừa của rừng bóp thấy nhỏ chưa được. À. Bóp cái này ngoan bét lắm. À, chứ em thấy là vừa tay lắm rồi đó. Được không? Quá, bóp được đâu. Cảm tay rồi sao bóp. Đó. Không được. Thấy luôn á. Cái thằng đi sao nó hoài mày, sữa mới chín sữa mày thấy hoài mày. Mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại.